Khi khi qua sân khóa học thì em phải đọc viết một cái bài luận để nộp cho trường học Stanford cũng như là Quỹ Giáo dục Việt Nam. Thì trong bài luận đó thì em cũng đã trình bày cái tâm nguyện của mình, đó là học xong thì sẽ về Việt Nam để mà thành lập, phát triển cái ngành thần kinh học và giải quyết những vấn đề liên quan đến sức khỏe tâm thần, sức khỏe não bộ của Việt Nam. Và em thấy là chỉ có về Việt Nam thì em mới có thể, như thầy Quân nói, là có thể hiện thực hóa được cái khát vọng đó. Tại vì nếu mà vẫn ở nước ngoài thì sẽ có điều kiện nghiên cứu rất là tốt, nhưng mà mình sẽ làm cái nghiên cứu rất là chuyên sâu căn bản, và nó thực sự là không gắn bó, không giải quyết được những cái bài toán cụ thể ở trong nước. Sau khi em về nước 5-6 năm á, thì một số bạn hỏi em là mình ơi, về nước ok không? Ok, còn sức sót đấy. Đó thì lúc đó là họ mới quyết định, bây giờ những bài dạy này cho cái cách làm sao mà về sống sót được hay không, tại vì thực sự họ rất như vậy. Đó thì đối với bài ở trên không như vậy thì sẽ là ABC cái gì xét như này này. Đó thì dĩ nhiên là có thể mà không thể so sánh với những quốc gia ở nước ngoài, nhưng mà họ có thể sống sót được. Thế thấy dần dần các bạn trẻ cũng bắt đầu về nước nhiều sau khi làm postdoc khoảng 2-3 năm. Đó là hai trong số những chia sẻ của các nhà khoa học trẻ đang công tác tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh vào sáng ngày 28 tháng 2 năm 2024 thuộc tọa đàm chương trình thu hút giữ chân và phát triển 350 nhà khoa học trẻ xuất sắc, nhà khoa học đầu ngành công tác tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình hướng đến mục tiêu hiện thực hóa tầm nhìn phát triển Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trở thành hệ thống đại học nghiên cứu thuộc top đầu châu Á, đời hội tụ nhân tài và lan tỏa tri thức văn hóa Việt Nam, gọi tắt là chương trình VEDU 350. Trong đợt đầu tiên của năm 2024, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tuyển dụng 65 chỉ tiêu làm việc tại các đơn vị thành viên và trực thuộc. Chia sẻ về quyết định trở về nước để cống hiến sau khi đi du học, nhiều nhà khoa học đang công tác tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết họ phải cân nhắc rất nhiều và gặp phải không ít khó khăn trong những ngày đầu quay trở về. Thực tế thì 4 năm đầu lúc về thì cũng đã thật là cô đồng khá khó khăn. Khó khăn thì là cái tiền lương giảng dạy của họ không thấp. Tính theo thì để xây được cái kinh tế gia đình cũng phải là bên ngoài thì cũng chia sẻ sự thật. Thứ ba là cái việc mà xin cái tài trợ nghiên cứu không nhiều điều này ABC học gia rất khó. Thì đó thì là mình là nhà học tập trẻ, thứ hai là cái mối quan hệ cũng chưa có nhiều, cái thứ ba là cái tài trợ về nghiên cứu của bệnh viện cạnh tranh, và bên cạnh đó thì cái tài trợ khác của sở khoa học công nghệ hay của Nam Cung Sát thì cũng không phải là dễ đối với những nhà học trẻ, nếu mà không có sự sở hữu tiên trợ giúp của các thầy cô trong khoa cũng trường. Nhưng mà dần dần thì em thấy là cái bức tranh là những cái chế độ đãi ngộ của nhà trường cũng thay đổi dần, và cái nhà trường dần cũng em thì cũng tốt hơn. Tôi nhớ năm lúc đó mức lương của tôi cũng giống như vậy, thuê 3-4 triệu tháng và một vợ còn hai con, chưa có nhà cửa. Năm đầu tiên mà tôi tồn tại được là nhờ cô tiến sĩ Đồng Thị Bích Thủy, là cô người cô của tôi. Cô ấy nói rằng là em về thì cố gắng là ở lại trường đóng góp, đừng đi ra ngoài. Cô ấy cho tôi 60 triệu. 60 triệu thông qua cái đề tài nghiên cứu khoa học. Nếu mà không có 60 triệu đó, chắc là tôi rất khó khăn ở lúc đó. Các bạn có thể tưởng tượng, tức là có những lúc mình cầm một cái số tiền nhiều khi chỉ là 1 triệu thôi, nhưng nó vô cùng quý giá. Thì cái thời điểm một vợ hai con mà tay trắng từ nước ngoài về mà có được cái... mà còn nợ nữa. Nợ là người mình mua cái chung cư còn nợ tiền nữa. Mà có được 60 triệu thì lúc đó là một cái số tiền rất lớn, và nó trao cho tôi một cái... nó tạo cho tôi một cái niềm tin. Cái niềm tin giống như thầy tới nói là tình người. Tình người cũng là giữa con người với con người. Một người cô của mình, một người hướng dẫn, một người đào tạo mình đại học. Thế rồi tin tưởng mình, khuyến khích mình. Thì tôi rằng rất quan trọng. Đó lý do tại sao mà tôi nói là các cái tiến sĩ trẻ khi mà về đại quốc gia đó, thì trong 5 năm, trong 2 năm đầu tiên sẽ có một cái đề tài đâu đó khoảng 200 triệu. Tức là mỗi một năm sẽ có thêm 100 triệu. Ngoại trừ không kể lương thu nhập chính sách từ các cái trường thành viên trực thuộc. Để tham gia chương trình VNU 530, ứng viên phải đạt trình độ tiến sĩ, có khả năng giảng dạy, nghiên cứu độc lập, có khát vọng, hoài bão, mong muốn đóng góp, cống hiến cho sự nghiệp phát triển của đất nước và của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Đối với nhà khoa học trẻ, cần đáp ứng ít nhất một trong 4 tiêu chí là có bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí, hội nghị uy tín, có bằng phát minh sáng chế đã được đăng ký thành công,
có sản phẩm khoa học, công nghệ đã được chuyển giao, có hướng nghiên cứu mới, triển vọng, phù hợp với chiến lược phát triển Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Đối với nhà khoa học đầu ngành cần đáp ứng đủ 5 tiêu chí về kinh nghiệm và năng lực, cụ thể phải đứng đầu nhóm nghiên cứu hoặc trưởng phòng thí nghiệm, chủ trì đề tài dự án khoa học công nghệ, có công trình công bố trên các tạp chí khoa học uy tín hoặc sở hữu bằng độc quyền phát minh sáng chế, có kinh nghiệm giảng dạy, hướng dẫn nghiên cứu sinh, có mối quan hệ hợp tác trong nước và quốc tế. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Hải Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, có 3 nhân tố quan trọng để thu hút các nhà khoa học trẻ xuất sắc, nhà khoa học đầu ngành tới làm việc tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Thứ nhất là không gian tự chủ, sáng tạo khi nhà khoa học có cơ hội đứng đầu nhóm nghiên cứu mạnh, trưởng phòng thí nghiệm trọng điểm hay trưởng ngành đào tạo mới, được hỗ trợ nguồn lực tài chính để chủ động thực hiện kế hoạch nghiên cứu. Thứ hai là không gian cống hiến. Các nhà khoa học đến làm việc tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có cơ hội làm chủ nhiệm các đề tài, dự án nghiên cứu lớn, mở rộng mạng lưới hợp tác trong và ngoài nước, tham gia đào tạo, hướng dẫn sinh viên xuất sắc, học viên cao học và nghiên cứu sinh. Thứ ba là không gian phát triển và thăng tiến. Các nhà khoa học sẽ xây dựng lộ trình phát triển nghề nghiệp như kế hoạch trở thành phó giáo sư, giáo sư, trở thành nhà khoa học đầu ngành, hướng đến các giải thưởng khoa học uy tín trong và ngoài nước. Vì chính sách đãi ngộ các nhà khoa học trẻ xuất sắc, nhà khoa học đầu ngành tham gia chương trình VLU 350 sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ từ Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và chính sách hỗ trợ cụ thể của từng đơn vị tuyển dụng. Cụ thể, nhà khoa học trẻ xuất sắc trong thời gian 2 năm đầu sẽ được cấp 1 đề tài nghiên cứu khoa học loại C với kinh phí tối đa 200 triệu đồng. Trong năm thứ 3 sẽ được cấp 1 đề tài loại B với kinh phí tối đa 1 tỷ đồng. Ở năm thứ 4, nhà khoa học được hỗ trợ đầu tư phòng thí nghiệm phục vụ nghiên cứu khoa học với kinh phí tối đa 10 tỷ đồng. Sang năm thứ 5 sẽ được hướng dẫn thủ tục, quy trình xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư cấp nhà nước. Trong khi đó, các nhà khoa học đầu ngành trong thời gian 2 năm đầu sẽ được cấp 1 đề tài nghiên cứu khoa học loại B với kinh phí tối đa 1 tỷ đồng. Các năm tiếp theo sẽ được hỗ trợ đầu tư phòng thí nghiệm, phục vụ nghiên cứu khoa học với kinh phí tối đa 30 tỷ đồng, được hỗ trợ thành lập nhóm nghiên cứu mạnh, hỗ trợ đăng ký chủ trì đề tài các cấp.